Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên em vừa về được một cái mẫu xe Hyundai i10. Đây là chiếc Hyundai i10 Grand bản sedan anh chị nhé, được sản xuất năm 2017 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam là năm 2018. Tên tư nhân biển Hưng Yên, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu. Đây là chiếc i10 bản đủ anh chị nhé. Thì bản đủ thì nó có túi khí an toàn này, phanh ABS, đè lỗ thông minh start stop đó, và vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay, cảm biến lùi và camera lùi nguyên bản theo xe anh chị nhé. Đấy, bản sedan hai đầu nhìn nó rất là đẹp luôn. Phanh trước là phanh đĩa đây, ABS đầy đủ, rất là an toàn. Lốp lắp vẫn còn nguyên bản theo xe, với cái tông màu trắng ngọc trinh đây. Một con xe mà tên tư nhân, biển Hưng Yên mới về. Đó, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Biển 9 nước đấy, 120608-9A. Đây là phần đầu xe anh chị nhé. Form dáng rất là đẹp. Đó, la răng đúc 4 bánh luôn. Bản đủ nó thì có la răng đúc anh chị nhé. La răng đúc 4 bánh này, sinh nhan báo rẽ tích hợp trên gương xe. Đó, em đang lổ máy đấy anh chị nhá, đang lổ máy rất là êm ái luôn. Đèn pha này nguyên bản theo xe rất là sáng. Đó, thân vỏ nó đây, góc mép của nó các bác nhìn nhá, rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà quan tâm cái mẫu Hyundai i10 bản Grand Sedan này thì alo cho em Quang, thì số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Thì chiếc xe này đang được bên em bán với mức giá là 305 triệu đồng, 305 triệu đồng anh chị nhá. Một cái mẫu xe sedan rất là gọn gàng luôn đấy, rất phù hợp mấy anh chị nào mà ở đường phố này đông đúc dân cư thì đi con này rất là ok này, vì nó rất là nhỏ gọn. Bản sedan hai đầu có cốp rất là rộng luôn đó anh chị nhá. Bản đủ, phanh ABS, cảm biến lùi, túi khí an toàn đó, rất là nhiều cái tính năng rất là hay. Giá 305 triệu đồng, đây là một cái mẫu xe lướt anh chị nhá, 2017, đăng ký năm 2018, hoàn toàn không tai nạn hay đâm va gì cả, sơn chi rất là đẹp. Đây là khi mà chúng ta chốt cửa ấy, mà chúng ta đeo cái chìa khóa của nó trên người, chìa khóa thông minh ấy, chúng ta ấn vào đây, ấn vào đây thì sẽ mở cửa được chị nhé. Đó, bốn kính chỉnh điện, gương kính cụp xe đầy đủ này, khóa kính, khóa cửa, khóa gương đầy đủ hết đấy chị nhé. Vô lăng tích hợp túi khí này, tích hợp chế độ rảnh tay nghe nhạc này, tất cả mọi thứ ở trên đây anh chị nhé. Đó, màn hình của Hyundai này đấy, khi chúng ta vào số lùi thì nó sẽ hiện một cái màn hình ở trên này đấy, bé bé này, bằng đây là camera lùi, màn hình ở lùi ở đây luôn. Và khi là chúng ta vào số lùi anh chị nhé, điều hòa rất là lạnh luôn đấy. Đồng hồ đây, em đang quay đúng tầm 5:13 anh chị nhé. Đè lỗ start stop, đè lỗ thông minh nguyên bản theo xe, không hề chế độ gì cả đấy. Định vị này, định vị GPS đó, dẫn đường anh chị nhé. Nguyên bản hết, một cái mẫu xe là hoàn toàn là không taxi dịch vụ một ngày nào đâu anh chị nhé. Không taxi dịch vụ một ngày nào đâu. 5 ghế ngồi rất là rộng rãi luôn. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe này, không hề bọc trần 3D với 5D gì cả. Đó, phần đuôi xe các bác nhìn nhé, nhìn rất là màu, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là bầu bĩnh luôn. Đó, khoang lái này, đây các bác nhá, vạch xăng của nó còn khoảng 1-2 ni nữa là đến chữ E, nhưng mà vẫn còn đi được 116 km nữa anh chị nhá. Xe chạy chuẩn 7 vạn, xe có như nào bán như thế. Đó, chứ không phải là tua về làm gì, ví dụ như là sử dụng được 3 năm mà tua về được 3 vạn thì bên em không để như thế, không làm thế nhá. Có như nào bán như thế luôn. Đấy, mua của một bác thanh niên, vẫn là giá lạnh, con gái của bác ở đây này, trông rất là xinh xắn luôn. Uh-huh, điều hòa mát sâu lắm anh em ạ, lạnh lắm. Đây, đặt cốp vào đây. Đấy, cụp xe gương đầy đủ anh chị nhá. Đấy, có nhìn này. Đó, keo chỉ đây, rất là sạch sẽ luôn, lòng trong cánh cửa rất là sạch sẽ.
sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu năm 2018, sản xuất tại Việt Nam anh chị nhá. Máy lổ rất là êm ái luôn. Máy zin số zin. Đó. Rất là êm ái luôn. Ốc các chân ốc này các bác nhìn nhá. Nguyên bản 100%. Máy lổ phải nói là máy lổ thì thầm máy êm như chó thở luôn. Đó. Động cơ là 1.2. Đấy chị nhá, động cơ 1.2. Số sàn 305 triệu đồng thôi chị nhá. 305 triệu đồng. À đây là sẽ giới thiệu cái phần cốp xe cho chị. Cốp của nó rất là rộng. Em mua đáng là giật cốp ở đây cũng được. Nhưng mà em tắt chìa khóa đi. Vì là chiếc xe này ấy, đây các bác nhìn này. À đây. Cốp của nó mở điện. Chìa khóa nguyên bản theo xe nhá. Đó. Cốp của nó là cốp điện này, nó có hai chìa khóa. Nên là bác chủ hôm nay là đưa em một chìa khóa nhưng mà quên một chìa khóa ở nhà, nên là mai bác ấy gửi cho em tiếp một cái chìa khóa nữa. Đấy, có nghĩa là hai chìa khóa nguyên bản theo xe. Mai bác gửi cho em một cái chìa khóa nữa. Đó. Thế bác ấy cầm cái chìa khóa này về chả làm cái gì cả. Thì đây các bác nhìn nhá. Khoang cốp của nó rất là rộng rãi luôn. Đó. Đây. Đồ nghe đầy đủ kích thước này. Tất cả rất là ok anh chị nhá. Đầy đủ hết. Cốp rất là rộng rãi luôn, cốp lỉ này. Thì đó, chiếc xe này rất phù hợp với anh chị nào mà về làm dịch vụ taxi, gia đình. Bởi vì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc này là 5 lít trên 100 km. Nếu mà đường trường ấy thì nó rơi vào tầm 4.7 lít. Hỗn hợp nó là tầm khoảng 5 lít rưỡi 6 lít trên 100 km. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, động cơ của nó là 1.2 mà nó là cái bản dòng xe lướt đó. Mới sử dụng được 3 năm anh chị nhé, 2-3 năm gì đó. Thì là với cái tầm tiền 305 triệu đồng rất là ok. Đấy, rất là ok chị ạ. Anh chị nào quan tâm đến mẫu i10 này thì alo cho em Quang, số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn theo những video sau.